về cái rồi lần thứ hai về chơi 6 tháng rồi cái đi trở qua, và vì hầu nó sợ quá 6 tháng không gia nhập trở vô á, biển mới có thẻ xanh mà ở 1 năm cho đầy đủ giấy tờ rồi mới đi về, cái đi trở qua qua chơi đâu bà xã tôi đi trước tiên rồi phải đi du lịch cái đây, trước tiên có đi du lịch cái đường thời gian cái bãi qua chừng chưa tới 2 năm qua nuôi giùm cháu nội cái đồ cái thôn bả nó bả về luôn á, nó ở bên thôn buồn quá không về, nhưng mà bả khuyên tôi là thôi anh đi đi về về để giữ thẻ xanh mai mốt con cháu nó lớn lên rồi như thế nào đó rồi ai cũng có công việc gì mình qua anh giúp đỡ thì có, mình đi đi về về á, thành thử sau tôi qua tôi ở chừng vài 3 tháng rồi thôi tôi về Việt Nam tôi ở, hầu với tôi xuống một tòa tổng lãnh sự mà ở bên chuyên về vấn đề thẻ xanh sau nhà thờ Đức Bà đó đó, tôi nói thế tôi có thẻ xanh thì tôi được ở Việt Nam lâu mau, thì nó nói ông ở dưới 1 năm thì ông trở qua được, đừng quá 1 năm thôi, chứ không phải 6 tháng đâu, 7 tháng 8 tháng 9 10 tháng, nghĩa là ông chưa không quá 1 năm là ông đi qua được. Rồi tôi ở 7 8 tháng không chừng, bởi nó có thể sang ở Mỹ cho tôi ở Mỹ chừng cả 3 tháng và nhiều rồi còn gì Việt Nam ở Chứ giờ lớn tuổi như chú qua đó buồn á, ở buồn lắm, nó ở ai cũng đi làm gì làm đâu hết, chú 85 tuổi đó, rồi đâu có hưởng được những qua cái phúc nước lợi xã này hội ở Mỹ gì nhà đâu. nữa à, cái rồi có cũng trồng bá cây kiểng trồng rau trồng đồ chơi vậy thôi, chứ ở Cali thì trồng rau đồ dễ lắm, Rồi lần này chú về là chú đi về luôn hả? phải giữ trong vậy về là về luôn, Thôi kệ, chứ giờ lớn tuổi rồi coi đi là mấy mệt. đứa nó là cũng khoảng chừng cỡ 97% là về luôn, chỉ có 3% là khi nào có chuyện gì cần mới trở qua còn không thôi, với một phần nữa là giấy tờ tôi hết hạn hết rồi cái ID thì xin lại được rồi, còn cái thẻ xanh thì nó hết hạn bữa hôm tháng 8, mà bữa hôm tháng 6 tôi đã làm đơn tôi xin rồi Chú gì nu rồi? à, tôi rồi đi trở lại xin lại thẻ xanh thì lăn tay chụp hình rồi à, nhưng mà 4 tháng là không thấy gửi gì Ồ, nó làm à, chậm dữ ta. 4 tháng là chưa tôi về đây đó thẻ xanh hết hạn thôi, chứ còn với mình đi ra của nước Mỹ không cần nó, khi mình nhập vô mình mới Đúng cần, rồi, trước khi chứ đi mình vô đi chú phải có ra giấy đi thẻ. đâu đi về là bắt bao Việt Nam Đúng chứng rồi, minh dân đúng. dân Việt Con Nam thấy đi về toàn là hộ chiếu Việt Nam đó, hộ chiếu Việt Nam không không à, tôi đi hộ chiếu Việt Nam, hộ à. chiếu Việt Nam tôi cũng xin bên kia, ở bên kia vì vì tôi qua cái hộ chiếu nó hết hạn tôi phải xin ở ở tòa tổng lãnh sự bên kia, tôi xin bên kia tôi về Có kệ, giờ lớn tuổi rồi à. Giờ chú bên chứ này là cũng một thoải phần mái hả chú nữa ha? à, một phần nữa nhà cửa mình nơi có vợ con ở bên này à, mình cứ đâu về nhà sống Không, đâu cũng để không bằng cho quê hương mình hả chú con ha? đó đó, con cái như vậy thì sớm ngày có khi tôi ở nhà có mình không có ai, sớm ngày thì hai vợ chồng đi làm rồi nó chở con đi học rồi mình ở nhà gồng mình thôi à, Mỹ không có vậy làm thôi chú gì ơi. cùi giường rồi sơ sơ gì đó không vô làm thấy cũng chớm lắm, Chiều mà tánh tôi tôi là không ở không được à, có cái gì làm chứ còn ở không thì tôi không chịu nổi, kẹt ví dụ ở 2 năm thiệt là quá 2 năm trời chú mới về đó, lại được. chứ Buồn không hả chú chờ ha? tiếp rồi 2 năm trời. ở buồn 2 năm đâu có chưa bao giờ đi xa nhà Kỳ này chú là ăn Tết ở quê nhà rồi. như vậy, cái phần nữa ở nhà thì ở nhà đây thì rộng mà có mình bà xã ở hai đứa có gia đình ở riêng hết rồi, nhưng mà nhờ con gái lẫn cũng ở gần đó, thời gian dịch thì nó mua thực phẩm thực đồ bà xã tôi bà không dám đi ra ngoài đủ mua thực phẩm thực đồ tới nhà thì 2 3 tuần mà trên quanh bà ở quanh quanh bà Chú về thím mừng dữ ha, à. 2 năm trời mới về. Bởi Covid này nó cũng làm nhiều người kẹt lại không khó đi.
thôi đi, con thấy giờ đi đâu đi. Hôm trước tôi giờ ngoài kia tôi vô đây thì tôi sống ở đây, cái tôi đi cũng dịch. Dạ. Tôi vô hồi 19 tuổi. Dạ. Tôi vô Sài Gòn. Dạ. Mới 20 tuổi đang kê bắt đi cũng dịch. Dạ. Hồi đó tôi vô học làm cái nghề này nè. Dạ. Nhưng mà cái nghề truyền thống này của tôi ở quê là cũng dịch tơ lụa không. Dạ. Cái vô đi đi cũng dịch cái ok. Để lấy cho. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Chú ăn trước đi. Dạ. Dạ. Nghe chú kể chuyện hay quá, nghe tiếp. Rồi, rồi hồi đó chú vô đây chú ở trên. Dạ. Đi công dịch thì tôi đưa qua học ở quân trung. Dạ. 8 tù. Cái nó hầu nó thi chọn ngành đó. Dạ. Cái rồi nó chọn nó đưa tôi qua pháo binh. Dạ. Pháo binh là súng lớn á. Dạ. Đưa qua tù binh học ở liên trường võ khoa Thủ Đức là 8 tuần nữa. Dạ. Cái điều hồi đó mình là người Trung. Dạ. Nhưng mà nó thấy mình nhập ngũ đi quân dịch trong non. Dạ. Nó trả, nó đưa về ngồi Trung. Ồ. Nó tốt tôi đi là 15 đứa. Dạ. 15 đứa đi về Trung hồi đó là năm 60... 61. Dạ. À, đưa về Trung tôi năm 61. Sáu mốt tôi về đóng ngay Đà Nẵng đây nè. Dạ. À, đóng ngay ở chỗ Đà Nẵng đó hồi nó đi một năm. À sáu hai chứ sáu hai tôi đi một năm. Đi một năm cái năm 63 cái lật đổ ông Diệm á. Dạ. Lật đổ ông Ngô Đình Diệm không được á là tôi đi đi quân dịch. Dạ. Tới chừng đi quân dịch thì lật đổ ông Diệm nữa cái là giết ông chết rồi là tôi mãn quân dịch tôi về. Dạ. Bán cũng dịch cũng trả tới về Sài Gòn. Dạ. À, thôi hồi nó về mới làm ăn trở lại đó. Dạ. Làm ăn trở lại cái tôi mới hồi nó là có gia đình năm 66 là tôi có gia đình đó. Dạ. Về tới năm 62 có ba tôi về tới năm 66 tôi lập gia đình. Dạ. Lập gia đình cái lao làm ăn cái năm 68 cái nó động viên trở lại. Dạ. Năm 68, 69 là mùa hè đổ lửa rồi đó. Dạ, 72 chiến tranh nó trở lại cái dạ. Bắt đi lính lại à, bắt đi lính lại cái về cái tôi đi lính. Chú làm tới chức chơi tới tới chức đã gì? Cái thằng lớn rồi đó. Dạ. Chú mang tới quân hàm gì? Hả? Chú mang tới quân hàm tôi gì? Sĩ nhất. À, sao đi lâu á mới lên trung sĩ nhất á. Dạ. Cái rồi về cái đi tôi được biệt phái. Dạ. Biệt phái ở Sài Gòn chứ không có đi chiến đấu nữa. Ồ. À, đi vô đi lính rồi cái vô gặp tiểu đoàn trưởng ông quan cũng có ông cha là đỡ đầu là ông Cao Văn Luận đó. Dạ. Cái rồi ông nói chú mày biết lái xe tôi về đi lấy xe cho ông. Đó, tôi về lấy ông ở 8 năm. Dạ. 8 năm tới ngày vậy. Chứ ông hồi cũng phải ra chiến trường hả chú hả? Hả? Chứ ông không thì phải ra vào chiến trường không, à. Không, không, tôi không có ra chiến trường bây dạ. Giờ. À, hồi đi quân dịch về là tới chừng tái ngủ gọi là tái ngủ dạ. Lại là biệt phái không oh. Có ra quân trường bị hậu biệt phái cái rồi lương hướng đồ này nọ là cho tiểu trưởng lãnh hết oh. Có lãnh lương có sắp kỳ vậy hả mình đi biệt phái là tiên hậu còn chạy tiền thêm nữa để mà được ở nhà đó ô oh, vậy hả ở biệt phái có nghĩa là mình ở... mình phải chạy trọt đi đặng mình không có phải ra chiến trường mình được ở nhà đúng đúng rồi wow đã cho cái lương nó lãnh rồi cái lương của chú là cái thằng kia nó lãnh cái ông kia ông lãnh à ông kia ông lãnh cho chàng đó ơi ghê vậy 2-3 tháng mình lên trình diện thôi dạ thì mình ở nhà mình có thể tôi ở nhà tôi đi biệt phái lấy xe ồ hay quá ha chú ha biệt phái lấy xe cái thời đó họ cũng có nhiều cái làm gì không cực lắm chứ chú biết làm gì làm gì chú ngày ra chạy xe ôm ồ trời ơi tôi chạy xe ôm 6-7 năm trường á chú tưởng giờ chú biết xe ôm không dạ con biết à bây giờ gọi là xe thồ xe hay dạ xe thồ dạ à, xe thồ ra bên xe bên dạ tay, rồi. Thời thời đó cũng có luôn à, thời đó cũng có xe thồ xe ôm luôn à đó wow ra chạy xe ôm tới ngày giải phóng thôi đó dạ giải phóng chàng ơi nó...
ngộ quá, con mới biết cái biệt phái về mà mình phải. Lương của mình thì cái ông kia ổng hưởng ha. À đúng rồi. Chàng đó, ơi. Còn khấm kia gì đơn vị. Dạ. À, nhưng mà hồi nó có một cái là ông cha lượng này là ổng có đứa ổng con nuôi là gia tướng trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh á. Ồ. Ổng là ổng là chỉ huy trưởng của pháo binh. Dạ. Và tôi là ở ngành pháo binh. Dạ. Thành thử biệt phái cho. Wow. Biệt phái có nghĩa. Dạ. Một tháng nói chuyện vui lắm. Dạ. Một tháng là ổng ký, ổng ký cho tôi ông Trung Tương Thịnh á. Dạ. Ký cho tôi một cái sự vụ lệnh. Sự vụ lệnh cái có nghĩa là cũng như dây phép á. Dạ. Được mặc đồ sơ phi để đi ra ngoài. Ồ. Biệt phái. Nó có một lần cái tôi đưa xe ổng về rồi tôi ra chạy xe ôm. Dạ. Chạy xe ôm rồi cái gặp cảnh sát đóng lợn hỏi giấy tờ. Dạ. Hỏi giấy tờ mà mình cứ nằm đắng tuổi lính mà. Dạ. Tôi đưa giấy tờ cái sự vụ lệnh của trung tướng ký đó. Dạ. Cái anh thấy tôi là anh lô quân nhân, cái anh đưa qua cho quân cảnh tiểu đoàn 6 quân cảnh biệt khu thủ đô. Dạ. Tư giữ cái đưa qua quân cảnh thằng đang cảm giấy nó. Anh làm cái gì anh mà trung sĩ nhất mà được trung tướng ký giấy phép cho anh đi, cái này giấy giả hả? Tụi nó đâu có thiệt mà. Ông bác tụi đưa vô quân vụ thị trấn ghê luôn. Vô đó thời nó cũng tùm lum đó chú hả. À, bác đưa vô đó cái tù bí quá không biết làm sao, cái không giấu trong cái lao vậy nè. Dạ. Giấu trong cái nhà tù mà nhiều người lắm. Dạ. Gọi là quân nhân đó. Dạ. Hay mà gọi là trốn trại đi ra đi chơi rồi trốn. Ồ. Nhớ phải thì cái nhà này cũng có mấy cái ô cửa đó. Dạ. À, vô trong tôi mới viết một cái miếng giấy. À, tôi viết một miếng giấy tôi đưa địa chỉ đi. Đưa địa chỉ cho cái người ở ngoài tôi dục ra cửa sổ. Dạ. Thì cái chỗ nó thường rồi. Dạ. Những người trại giao binh đồ trước giờ lính đó. Dạ. Nó ra luyện được giấy đó thì đem xuống nhà tôi. Ồ. Thì xuống nhà rồi. Mày quá hả? Là tiền. À. Phải trả tiền nữa thì cho tiền đó chứ nó mới công nó đi thành thử nó mới lừa chàng ơi. À, lính ai mà muốn ăn đây xin nhà tôi lính nhau mà cũng ăn tiền nhau nữa. Bà xã tôi bà thấy bà chạy xuống nhà ông cha bà báo bài quá à, chú hả. À, anh bị quân cảnh bắt nhốt trong quân vụ thị trấn rồi, và cái thằng cha tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn sáu quân cảnh của quân vụ thị trấn dạ. Là con nuôi của ông cha. Ồ. Ông mới lấy điện thoại ổng gọi lên. Ổng gọi lên nói chuyện vậy cái tới chiều cái vô ông kêu ổng thả tôi ra. Có nhiều cái vui lắm. À, thả tôi ra cái về. À, có một lần nó là thôi á. Dạ. Đúng là thời này nào nó cũng có cái mặt trái của nó hả chú An. Hồi đó cho trời tiểu trưởng tiểu sáu quân cảnh là ghê gớm lắm. Dạ. Cái đó rồi quân nhân vô mà lâu ơi là nó quánh luôn á. Dữ vậy hả chú hả? À, nó dữ lắm. Tụi nó là tụi quân cảnh để bắt mấy đầu ngủ, lính đầu ngủ. Dạ. Nè, lính trốn trại đi chơi nè. Bác vô nhóc. Bởi vậy họ không lấy được lòng dân hả chú ha. À. Ha chú ha. Làm vậy người ta càng căm tức lên hả chú ha. Bởi vậy. Nghe chú kể cười. Mài quá ha, cái ông đó ông lụm được tờ giấy mà ông lụm được đó. Ông được tiền nữa. À, đó. Bị thằng đám biết rồi. Dạ. Thấy ai dùng giấy ra. Ồ. Oh. Có địa chỉ thì cứ cầm tới cái địa chỉ đó. Dạ. Người ta trả tiền. Ồ. Oh. Vậy là cái ông lính đó ông cũng biết cái lụm được tờ giấy là thế nào cũng lụm được tiền. Đó, thì à, thôi ăn để nó hơi nó lạnh. Dạ.